Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và chúc Tết tại tỉnh Hưng Yên, đồng thời kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ký quyết định công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chúc Tết gia đình chính sách, doanh nghiệp và địa phương phối hợp trong công tác phòng dịch, kế hoạch thực hiện chiến dịch diệt chuột diện rộng vụ xuân 2022. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp năm mới và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác về thăm và chúc Tết tại tỉnh Hưng Yên, đồng thời kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 và lãnh đạo Quân khu 3. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo với Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn công tác về những thành tựu kinh tế xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh trong năm 2021 và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang đối với tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để xây dựng phát triển công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng chí mong muốn thời gian tới, trên chặng đường phát triển của Hưng Yên sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của lực lượng vũ trang các cấp để thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của tỉnh Hưng Yên trong những năm gần đây, và nhất là trong năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thông tin một số nét cơ bản về tình hình quân đội, sự tham gia của các lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của quân và dân Hưng Yên trong công tác phòng chống dịch, nhất là công tác an sinh xã hội. Tại buổi lễ tặng quà cho đại diện các gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động khó khăn của tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo với Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn công tác về thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh Hưng Yên trong năm 2021. Trong đó nhấn mạnh Hưng Yên đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định một số chính sách cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Bộ trưởng Phan Văn Giang vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Hưng Yên và các tổ chức công đoàn, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chăm lo cho công nhân lao động, các đối tượng chính sách và mọi người dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong cái giai đoạn dịch dã này mà chúng ta vẫn vượt lên được chỉ tiêu, được tăng trưởng đứng thứ 10 trên 63 tỉnh thành phố là một con số rất đáng trân trọng. Tôi cũng xin mang theo cái ý kiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, ý kiến của đồng chí Bí thư tỉnh ủy về cái việc khắc phục cái đại dịch Covid này, để phát biểu trong chính phủ, để cho các tỉnh bạn, để chúng ta cũng là một cái cách để nhân rộng ra những cái mô hình hay, những cái cách làm phù hợp, những cách làm hiệu quả, kịp thời. Tôi cũng rất mong các doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công nhân lao động, từ việc nâng cao trình độ tay nghề đến việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng 750 suất quà, Quân khu 3 tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động khó khăn của tỉnh Hưng Yên. Cũng trong chương trình công tác, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Hưng Yên, Đoàn đặc nhiệm chống ma túy miền Bắc thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đại tướng đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa các lực lượng để đảm bảo tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục hiệp đồng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình tượng lực lượng vũ trang Hưng Yên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.
đặc biệt là công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương để nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn, với trọng tâm là công tác kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo các điều kiện để nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của Đảng và dân tộc ta, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người cùng toàn Đảng khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán những ngày vừa qua, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà chúc Tết một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phù Cử và huyện Yên Mỹ. Tại huyện Phù Cử, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Bống, thôn Duyên Linh, gia đình Cao, bà Đỗ Thị Nhận, vợ liệt sĩ ở thôn Quang Yên, xã Nhật Quang, ông Tống Đăng Năng, thương binh 21% ở thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, bà Trần Thị Liết, 55 tuổi đảng, thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao và ông Mai Xuân Đồng, 65 tuổi đảng, thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống và chúc các gia đình đón xuân mới sức khỏe hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, gương mẫu đi đầu trong quá trình xây dựng quê hương đất nước và là tấm gương mẫu mực để con cháu noi theo. Tại huyện Yên Mỹ, đồng chí Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết gia đình đồng chí Đỗ Xuân Mẫn, huy hiệu 75 tuổi đảng, thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long. Đồng chí Phạm Thị Mềm, huy hiệu 75 tuổi đảng, thôn Mễ Thượng, xã Yên Phú. Và thăm gia đình liệt sĩ Trần Trọng Đoàn, thôn Nguyễn Xá, xã Trung Hòa. Đồng chí Phạm Văn Khuê đã gửi lời động viên, chúc các đảng viên, lão thành, gia đình chính sách, sức khỏe, đón Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Trước đó, đồng chí đã trao tặng huyện Yên Mỹ gần 57 tấn gạo để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và 425 triệu đồng hỗ trợ các tổ COVID cộng đồng trên địa bàn huyện. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành y tế cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được chính phủ giao, Việt Nam chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch từ không ca mắc sang thực hiện mục tiêu kép bằng nghị quyết 128. Năm 2022, ngành y tế đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng để thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ kinh nghiệm ở Thành phố Hồ Chí Minh để đẩy lùi dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu tất cả các tỉnh thành phố thần tốc hơn nữa trong việc tiêm chủng vaccine COVID-19 để mở cửa an toàn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ đã phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về công tác tiêm chủng vaccine, tăng cường điều trị F0 từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Các biện pháp phòng chống dịch phải được thực hiện thống nhất, hiệu quả. Ngay sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương trong tỉnh cần đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine phòng COVID-19, phấn đấu trong tháng 1 sẽ hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 đạt 70%, hết tháng 2 năm 2022 hoàn thành 100%. Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 2 năm 2021, phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 4 năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hào, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Năm 2021, có 104 mô hình tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh thuộc 5 lĩnh vực gồm phần mềm tin học, tự động hóa, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em và mô hình đồ dùng dành cho học tập và lĩnh vực các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải cho 40 mô hình sản phẩm, gồm một giải nhất thuộc về mô hình hệ thống theo dõi giám sát bệnh nhân COVID-19 tại
nhà của nhóm học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, thành phố Hưng Yên, 6 giải nhì, 9 giải ba và 24 giải khuyến khích. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Tại buổi lễ đã phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ tư năm 2022. Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát chuyên đề, giải quyết kịp thời dứt điểm, đơn thư tố cáo. Việc thi hành kỷ luật trong đảng đảm bảo thực hiện nghiêm minh chính xác. Năm 2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng ủy khối tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của đảng, các văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Tăng cường kiểm tra giám sát gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở. Sáng nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 4 năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2022. Trong quý 4, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên có chất lượng tín dụng tốt, hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn thấp chiếm chỉ 0,03% trên tổng dư nợ 3.076 tỷ đồng và hoàn thành 100% kế hoạch năm 2021. Với doanh số cho vay mới năm 2021 đạt 842 tỷ đồng, đã giúp gần 4.900 hộ thoát nghèo, đồng thời hỗ trợ được trên 4.800 lượt người lao động được trả lương ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong quý 1 năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội tập trung tham mưu để bổ sung cho nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, vận hành tốt chương trình eTollect Online và các module ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ký quyết định công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Các xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 gồm xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, xã Mễ Sở, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, xã Tân Dân, huyện Quế Châu và xã Tam Đa, huyện Phù Cử. Đây đều là xã có phong trào xây dựng nông thôn mới mạnh của các huyện từ những ngày đầu, huy động được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tự giác tham gia của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành 4 trên 4 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 100% yêu cầu. Tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã đều đạt cao hơn so với yêu cầu quy định. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 565 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 10 huyện thị xã thành phố, giảm 3 ca so với ngày trước đó. Toàn tỉnh đã ghi nhận trên 12.700 bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch thứ tư. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận nhiều nhất với 103 ca, trong đó có 35 ca sàng lọc tại các công ty có F0. Huyện Văn Giang ghi nhận 98 ca, trong đó có 55 ca tại cộng đồng và sàng lọc dương tính tại các cơ sở y tế. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 77 ca, trong đó 17 ca tại cộng đồng. Huyện Văn Lâm ghi nhận 65 ca, trong đó 37 ca tại cộng đồng và sàng lọc liên quan đến các công ty đã có F0. Huyện Tiên Lữ ghi nhận 55 ca là công nhân của các công ty đã có F0. Trong 2 tuần qua, số ca nhiễm trung bình là 377 ca một ngày. Toàn tỉnh hiện đang thu dung điều trị cho trên 3.100 bệnh nhân COVID-19, trong đó trên 2.900 bệnh nhân đang điều trị tại 13 cơ sở tập trung và 1.006 bệnh nhân điều trị tại nhà. Trong ngày, có 348 ca ra viện, 2 ca phải chuyển viện. Huyện Yên Mỹ đang là một trong những địa phương có số ca nhiễm cao, chủ yếu từ các ổ dịch tại công ty doanh nghiệp. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự phối hợp giữa địa phương và doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trước đây, trung bình mỗi ngày, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ ghi nhận khoảng 15 ca nhiễm COVID-19, ngày cao điểm có thể lên tới hơn 20 trường hợp. Từ sau khi Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp không tự ý cho công nhân nghi nhiễm về địa phương, số ca nhiễm đã giảm.
còn từ 5 đến 7 ca mỗi ngày, hạn chế tình trạng lây nhiễm trong khu dân cư, khu nhà trọ. Đó là bởi giữa doanh nghiệp và địa phương có phối hợp trao đổi thông tin. Thì sau khi có văn bản chỉ đạo thì các doanh nghiệp cũng đã chủ động phối hợp, thì họ cũng đã có những cái phương án để làm công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là đã có những các cái khu cách ly để coi như là khi có F0 hoặc là các cái ca nghi nhiễm thì các doanh nghiệp cũng đã chủ động quản lý, sau đó thì phối hợp với địa phương. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng nhận được sự phối hợp của doanh nghiệp. Đến nay, xã Đồng Than đã ghi nhận 71 ca nhiễm COVID-19, chủ yếu là công nhân. Theo địa phương, khi công nhân có dấu hiệu nhiễm bệnh, thay vì cách ly và gửi thông tin về địa phương, nhiều công ty đã yêu cầu công nhân tự đi test hoặc về địa phương khai báo y tế, khiến cho địa phương bị động cho công tác phòng dịch. Các cái công ty doanh nghiệp đó gần như là không có công ty nào mà thông tin hai chiều đối với địa phương, ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác phòng chống dịch của địa phương. Các cấp phải chỉ đạo ngay các công ty doanh nghiệp là phải thực hiện nghiêm cái công tác phòng chống dịch tại công ty, và nếu có các trường hợp nghi nhiễm hoặc là F0 mà công ty mà không thực hiện được cái quy định thì phải có thông tin hai chiều về địa phương để chúng tôi nắm bắt được ngay và có những cái biện pháp để khoanh vùng đối với các cái F0 này. Thực tế hiện nay, lo lắng có thể bị phong tỏa các xưởng sản xuất ảnh hưởng đến hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã tự ý cho công nhân nghi nhiễm về địa phương. Điều này không chỉ gây khó cho công tác phòng chống dịch mà còn tăng nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Thời điểm hiện tại, nông dân các địa phương đang tập trung thu hoạch hoa quả nông sản bán vào dịp Tết. Đối với các diện tích chuối sau nhiều tháng giá xuống thấp, thì hiện nay đã tăng từ 2 đến 3 lần so với thời điểm giữa năm. Bà con phấn khởi thu hoạch được mùa, được giá. Nếu như giữa năm, giá chuối tiêu hồng được bán với giá từ 3 đến 4.000 đồng một kg, tương đương khoảng từ 60 đến 100.000 đồng một buồng, thì hiện nay giá của loại chuối này đã được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 8 đến 8.500 đồng một kg. Một buồng chuối nông dân thu về từ 230 đến 300.000 đồng. Cá biệt nhiều hộ dân đã phân loại các buồng chuối có quả to, mẫu mã đẹp và sáng có thể được bán với giá cao hơn từ 400 đến 500.000 đồng một buồng. Hiện nay toàn tỉnh Hưng Yên có trên 2.600 hectare chuối tập trung nhiều ở các xã ven đê, các huyện Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Vụ chuối Tết được xem là vụ thu hoạch quan trọng và có giá trị nhất trong năm nên giá chuối tăng khiến bà con trồng chuối phấn khởi, tập trung chăm sóc để kịp xuất bán đúng dịp Tết này. Thưa quý vị và các bạn, còn gần 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng trên cánh đồng hoa đào Tết ở tổ dân phố Phú Đa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đã bắt đầu nhộn nhịp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá bán cho thuê giảm từ 20 đến 30% so với những năm trước, trung bình mỗi cây có giá từ 3,5 đến 5 triệu đồng tùy theo dáng thế. Còn giá cho thuê trong thời gian 1 tháng Tết có giá trên dưới 2 triệu đồng một cây. Vài năm gần đây, hầu hết các cây to, dáng thế đẹp đều được khách hàng lựa chọn theo phương thức thuê. Thông thường, những năm trước thời điểm này, hầu hết các diện tích trồng đào đều đã được khách hàng đến đặt mua hoặc thuê. Nhưng năm nay mới tiêu thụ được khoảng 50%. Tuy nhiên, do diện tích dành cho thâm canh đào chỉ còn khoảng chục mẫu, tương đương với 5.000 cây. Và với lượng khách hàng ngày đến tham quan, mua tăng như vài ngày nay, thì các hộ trồng đào ở đây chắc chắn không lo bị ế. Để chủ động ngăn chặn tác hại của chuột gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch diệt chuột diện rộng vụ xuân năm 2022. Theo đó, đợt 1, ngay sau khi đổ ải vụ xuân ngập đất ngoài đồng ruộng, đạt 80% lượng bả trên vùng trồng lúa, rau màu, cây ăn quả, trang trại, bờ mương, bờ máng, ven đê, bờ vùng, bờ thửa, gò đống, ven khu công nghiệp. Thời gian tập trung từ ngày 20 đến 28 tháng 1 đối với các địa phương đổ ải sớm, từ ngày 5 đến 12 tháng 2 đối với các địa phương đổ ải muộn. Đợt 2 đặt bổ sung 20% lượng bả Antimix 3DP từ giai đoạn sau cấy đến khi lúa đẻ nhánh, đứng cái, nơi mật độ chuột còn cao sau khi đã đặt bả đợt 1, kết hợp với biện pháp thủ công đặt bẫy bán nguyệt. Thời gian từ ngày 1 đến 31 tháng 3, thuốc Antimix 3DP ít độc với người và môi trường nên được dùng diệt chuột cho cả khu dân cư, các trang trại và ngoài đồng. Đối với vụ xuân năm 2022, ta tiến hành dùng thuốc chuột Atimai để tiến hành diệt chuột diện rộng. Thì phương pháp là mỗi bả ta sẽ tiến hành 1 kg thuốc chuột Atimai, ta trồng dưới 2,5 đến 30 kg, thấp đã được
ngâm thành mộng hoặc là 20, 25 đến 30 kg thóc đã luộc thì ta trộn. Sau đó ta chia thành những phần mồi nhỏ với khối lượng khoảng 15 gram trên một mồi và tiến hành đặt ở những cái nơi mà chuột hay đi lại và khoảng cách đặt mỗi mồi là từ 5 đến 7 mét. Tiệt chuột ngay đầu vụ, từ sau đổ ải đến khi cấy bằng biện pháp hóa học sẽ cho hiệu quả cao vì thời gian này chuột đang đói mồi nên dễ bị tiêu diệt. Khi đổ ải, chuột sẽ dồn lên khu vực cao như bờ mương, máng, gò đống nên diện tích cần triển khai diệt chuột sẽ hẹp hơn và dễ dàng thực hiện các biện pháp diệt chuột, góp phần ngăn chặn tác hại do chuột gây ra đối với sản xuất và đời sống dân sinh ngay từ đầu vụ. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Trung Quốc vừa qua công bố mức tăng trưởng GDP năm 2021 là 8,1%, vượt xa so với kỳ vọng và đưa nền kinh tế của nước này tiến gần hơn tới quy mô kinh tế của Mỹ. Tuy nhiên, giới chức ngoại giao của Trung Quốc nói rằng Trung Quốc không quan tâm đến việc trở thành nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, mà quan tâm hơn đến cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế của Mỹ tăng trưởng khoảng 5,6% trong năm 2021. Điều đó có nghĩa là với tốc độ tăng trưởng 8,1%, nền kinh tế của Trung Quốc hiện tương đương 80% của Mỹ, tăng từ mức 70% chỉ một năm trước đó. Nhiều dự báo cho rằng chỉ khoảng từ 6 đến 8 năm nữa, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Hiện nay, GDP bình quân đầu người hàng năm của Trung Quốc cũng đã tăng lên hơn 12.500 đô la Mỹ, tiệm cận ngưỡng thu nhập cao theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Lạc Ngọc Thành khẳng định rằng Trung Quốc quan tâm hơn tới vấn đề cải thiện đời sống cho người dân và đóng góp tích cực cho thế giới, thay vì theo đuổi mục tiêu trở thành nền kinh tế số 1 trên thế giới. Một tòa án tại Bỉ vừa tuyên phạt một công dân Việt Nam 15 năm tù sau khi cáo buộc người này là kẻ cầm đầu đường dây buôn người trong vụ 39 người Việt thiệt mạng trong xe tải từ Bỉ sang Anh cách đây 3 năm. Theo cáo trạng, công dân Việt Nam 45 tuổi bị kết tội điều hành đường dây buôn người có liên quan đến thảm kịch tại Anh hồi tháng 10 năm 2019. Đường dây được tổ chức chặt chẽ, chuyên vận chuyển bí mật người vào châu Âu và Anh với chi phí khoảng 24.000 euro mỗi người. Trước đó, vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, giới chức Anh đã phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong một thùng xe container đông lạnh. Trong số nạn nhân có 31 đàn ông và 8 phụ nữ. Họ thiệt mạng do ngạt thở trong thùng container khi được đưa từ Bỉ đến Anh qua đường phà. Theo các số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, nước này dường như đang bước qua đỉnh của làn sóng COVID-19 mới do biến thể Omicron gây ra. Theo CDC Mỹ, mặc dù số ca bệnh mới vẫn cao và số người nhập viện cũng đang ở mức cao nhất, nhưng số người mắc COVID-19 đang có xu hướng giảm dần sau khi lên đến đỉnh điểm vào ngày 13 tháng 1 với 890.000 ca. Xu hướng số ca mắc mới COVID-19 giảm dần được ghi nhận rõ rệt nhất ở các bang đầu tiên bị ảnh hưởng bởi làn sóng dịch bệnh mới, đặc biệt là ở phía Đông Bắc. Với mục tiêu phục hồi ngành du lịch trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Du lịch các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí sẽ mở cửa trở lại ngành du lịch của khối này. Tuyên bố sau hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN nhấn mạnh rằng ngành du lịch của ASEAN không chỉ đã sẵn sàng mở cửa trở lại mà còn sẽ phục hồi nhanh chóng với khả năng chống chịu tốt hơn. Khối này sẽ mở cửa trở lại ngành du lịch cả trong khu vực và quốc tế. Tuyên bố cũng cho biết sẽ thực hiện mọi khả năng phối hợp và hợp tác để quá trình tái mở cửa ngành du lịch diễn ra dần dần và ổn định. Các bộ trưởng cũng nhất trí áp dụng hệ thống công nhận vaccine ngừa COVID-19 được tiêu chuẩn hóa giữa các quốc gia ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, robot đang ngày càng gắn bó và đi sâu vào đời sống của chúng ta với nhiều vai trò hỗ trợ khác nhau. Robot có thể tham gia vào một loạt các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp hay đơn giản hơn là giúp việc, nấu nướng, phục vụ bàn hay quét dọn. Và thậm chí ngày nay thì robot cũng đã sẵn sàng trong vai trò thay thế con người để tới trường. Với thể trạng ốm yếu, cậu bé Joshua Martin Nangeli, 7 tuổi ở Đức, không thể đến trường như bao bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, em vẫn có thể tương tác với giáo viên và các bạn cùng lớp qua con robot mang tên là Josie. Đây là robot được thiết kế để thay em ngồi trong lớp và gửi tín hiệu chớp mắt mỗi khi em muốn phát biểu. Dự án robot thay học sinh đến trường là một sáng kiến do Hội đồng Giáo dục một quận ở Berlin tài trợ. Theo họ, một học sinh có thể không tới trường vì nhiều lý do khác nhau, và việc có một robot thay các em tới trường sẽ đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh. Hiện chính quyền thành phố Berlin đang xem xét để mở rộng dự án này. Thành phố Seoul của Hàn Quốc ngày 19 tháng 1
công bố chính sách trợ cấp và hỗ trợ mở rộng cho trẻ em và các gia đình có con nhỏ để khuyến khích tăng tỷ lệ sinh, vốn đang suy giảm nghiêm trọng tại quốc gia này. Theo chính sách mới, mỗi trẻ chào đời tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi sẽ nhận một chiếc vé chào đời trị giá 2 triệu won, tương đương hơn 1.600 đô la Mỹ. Số tiền trợ cấp sẽ được chuyển vào thẻ nhận hỗ trợ của sản phụ có con nhỏ bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Ngoài ra, cũng từ năm 2022, tất cả trẻ em nhỏ dưới 8 tuổi tính đến tháng 1 năm 2022, tức là sinh sau ngày 1 tháng 2 năm 2014, có thể nhận được trợ cấp trẻ em tương đương 84 đô la Mỹ một tháng cho tới khi sinh nhật tròn 8 tuổi. Đây là một biện pháp để khuyến khích sinh đẻ trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số của Hàn Quốc đang ở mức có thể đe dọa tới sự tồn vong của hệ thống kinh tế và xã hội tại quốc gia này. Phần tin quốc tế cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.